Barca rồi Real, Real rồi Barca, Messi rồi Ronaldo, Ronaldo rồi Messi. La Liga mặc nhiên chấp nhận thế lưỡng cực ấy dòng giá suốt hơn một thập kỷ. Chỉ một lần hiếm hoi cuộc đua song mã này bị che ngang khi Atletico Madrid đăng quang đầy xứng đáng trong mùa giải 2013-2014. Khi ấy, đội bóng này được nhớ đến như một tập thể lì lợm đến đáng sợ dưới bàn tay dẫn dắt tài tình của Diego Simeone. Nhưng trước đó 2 năm, câu lạc bộ này đã sống trong những cảm xúc lâng lâng được tạo ra bởi một siêu nhân, người đã tạo nên niềm tin lớn lao rằng anh đủ khả năng để phá tan cuộc cạnh tranh đã quá quen thuộc giữa Messi và Ronaldo, đó là Radamel Falcao. Trước khi nói về những điều điên rồ ấy, hãy quay ngược dòng thời gian trở lại trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Atletico Madrid và Chelsea. Với tư cách là đương kim vô địch Champions League cùng dàn tấn công trong mơ bao gồm Fernando Torres, Eden Hazard, Juan Mata, nhưng Chelsea đã nhận cú sốc đứng người. Chỉ trong hiệp 1, mảnh lưới sau lưng Peter Cech đã rung lên tới 3 lần. Đầu tiên là một cú sút bóng đầy tinh tế ở ngay phút thứ 7, rồi một cú đặt lòng vào góc xa móng mực ở phút thứ 19, và cuối cùng là pha thoát xuống dứt điểm đầy quyết đoán ở phút thứ 45. Tất cả đều đến từ tốc độ, khả năng cản lướt tuyệt vời từ những cú dứt điểm sắc bén. Máy hổ Falcao ngày hôm ấy đã khiến châu Âu rung chuyển bởi tiếng gầm dữ dội của mình. Chú thích trên tờ Marca hôm ấy như sau: Falcao đã phá hủy hành tinh với 3 bàn thắng. Trong bài viết ca ngợi Radamel Falcao, Marca tiết lộ rằng thủ môn Peter Cech đã đi vào phòng thay đồ sau giờ nghỉ với khuôn mặt thất thần. Đáng lẽ ra tiền đạo người Colombia có thể tạo nên một cú poker ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, nếu như pha tỉ đẻ dứt điểm đầy dũng mãnh của anh sau đường chuyền của Philip không tìm đến đúng xà ngang. Tuy nhiên, chiến tích thần kỳ ấy đã đủ để Falcao lưu danh sử sách. Busca vĩ đại là cầu thủ duy nhất từng lập được cú hat-trick chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên của một trận chung kết cúp châu Âu. Thành tích tưởng chừng bất khả xâm phạm cho đến khi Falcao xuất đầu lộ diện. Cũng chính anh là người giúp cho Atletico Madrid lọt vào trận đấu ấy khi nổ súng tới 36 bàn trong tổng số 50 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải đấu tiên với Atletico, và giúp họ vô địch Europa League mùa giải 2011-2012. Đã từng có lúc người ta nghi ngờ huấn luyện viên Diego Simeone quá liều lĩnh khi thuyết phục ban lãnh đạo bỏ ra tới 40 triệu euro để chiêu mộ Falcao, dù rằng tiền đạo này thật sự đáng nể. Hai mùa giải khoác áo Porto, anh sẽ lấy đối thủ tới 71 lần chỉ sau 87 trận và cũng vô địch Europa League với câu lạc bộ này mùa giải 2010-2011. Hai năm ấy có thể khái quát báo chí thế giới như sau: một bộ phận đông đảo sẽ nói về Messi và Ronaldo, phần còn lại liên tục tìm hiểu lý do vì sao gã tiền đạo người Colombia có vẻ ngoài hoang dã lại ghi bàn khủng khiếp đến vậy. Khi còn là một đứa trẻ, cậu bé Radamel Falcao được xem cha mình chơi bóng chuyên nghiệp, và cậu càng bực tức hơn khi chứng kiến ông bố chơi bóng cho nhiều đội mà đội sau thường tồi hơn đội trước. "Tôi vẫn hay xem cha tôi đá hậu vệ và điều ấy khiến tôi thất vọng. Tôi muốn được thấy bố tôi ghi bàn." Radamel Garcia là một hậu vệ, nhưng đặt tên đệm Falcao cho con vì lòng mến một tiền vệ Paulo Falcao nổi tiếng của Brazil. Rốt cuộc, con trai của ông chơi bóng chẳng giống ông và cũng chẳng giống Falcao. Như nhiều ông thầy dạy bóng đá tiếp xúc với anh khi là một đứa trẻ, thì tiền đạo sinh năm 1986 có thiên phú trong việc đưa bóng vào lưới. Tài năng của Falcao đã phát triển dữ dội. Cậu mới chỉ 13 tuổi 199 ngày khi ra mắt Lanceros Boyacá ở giải hạng 2 Colombia vào tháng 8 năm 1999. Ở tuổi 14, Falcao đã chơi 7 trận cho đội bóng, một thành tích đáng nể của một cậu nhóc tuổi teen thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp. Nhưng cũng ngay từ đó, Falcao biết mình sẽ thành danh không phải tại quê nhà. Cậu cũng phải trải qua một cuộc sống du mục giống như bố của mình, và Falcao đã sẵn sàng để bước vào con đường ấy. 19 tuổi, anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tiếng tăm của mình trong màu áo của River Plate. Huấn luyện viên Merlot, người đã tin tưởng và trao cho Falcao cơ hội thường xuyên ra sân ở River Plate, cho biết cậu học trò là mẫu cầu thủ mà trận sau sẽ hay hơn trận trước. Falcao có đầy đủ những phẩm chất của Van Basten. Cậu ấy là mẫu tiền đạo không thể đoán trước được, với kỹ thuật, sức mạnh, nhận thức không gian và chỉ cần một nửa cơ hội để ghi bàn thắng. Trong vòng cấm, Falcao đích thị là một sát thủ, như Simeone từng nói. Quá thật không có nhiều cầu thủ làm được như cậu ấy. Trong khi các đồng đội thậm chí còn có chút sợ hãi khi chơi bên cạnh Falcao, anh có khát khao ghi bàn quá mạnh mẽ và luôn quyết tử trong mọi tình huống để thực hiện nhiệm vụ tối cao của mình. Một đồng đội thậm chí còn đặt cho Falcao biệt danh là con hổ vì sự dữ dội khi chơi bóng. Từ đây biệt danh ấy đi theo anh cho đến tận bây giờ. Thế nhưng con người của Falcao lại hết sức thầm lặng, và sự trầm lặng ấy cũng thể hiện cả trên sân. Falcao là một mãnh hổ không thích gầm, không thích nói, không thích cười ngay cả trước những câu chuyện của đối phương. Những cầu thủ Nam Mỹ luôn dùng những từ ngữ bẩn nhất để khiến cho đối thủ mất thăng bằng tâm lý. Nhưng Falcao chưa bao giờ bị những trò đê hèn đấy bản bức. Một mãnh hổ không thích gầm nhưng những cái tát thì cực kỳ dữ dội. Porto là nơi đã chứng kiến bước ngoặt to lớn cho sự nghiệp của chàng tiền đạo người Colombia. Anh khiến châu Âu ngỡ ngàng khi liên tục nổ súng. Một danh sách dài các đại gia trải thảm đỏ mời anh đến như Manchester United, Chelsea hay Liverpool. Sau cùng thì anh quyết định đến sân Vicente Calderon, nơi chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các sát thủ đình đám như Sergio Aguero, Fernando Torres, Diego Forlán. Quả thật anh đã không sai, tài năng của Falcao tiếp tục thăng hoa rực rỡ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Diego Simeone. Falcao có mọi phẩm chất cần có của một tiền đạo: tốc độ, kỹ thuật, sút bằng hai chân, đá phạt và cả khả năng chọn chỗ ở mức hoàn hảo.
Chính những phẩm chất đó đã khiến cho hậu vệ đối phương quá khó để bắt bài hay kèn chết đối thủ. Bất cứ pha lên bóng nào của Atletico Madrid hay đội tuyển Colombia dường như cũng có thể trở thành bàn thắng. Bởi đơn giản một điều là ở bên trong Falcao luôn biết phải làm gì để biến những cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất thành bàn thắng. Song điều khiến tất cả bất ngờ là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Falcao nằm ở cái đầu. Nói chính xác là khả năng săn bàn trên cao. Một lĩnh vực tưởng như là điểm yếu nếu nhìn vào chiều cao 1m77 của anh. Cầu thủ hoàn hảo theo tôi phải có khả năng không chiến của Falcao. Đó là trích dẫn phát biểu của Andres Iniesta. Hai mùa ở Porto, chân sút này ghi được 72 bàn thì 38 bàn trong số đó được thực hiện bởi những cú đánh đầu, tỷ lệ lên đến 52,8%. Trong khoảng thời gian ấy ở Atletico Madrid, mãnh hổ vồ Mochenko thành công tới 36 lần trong tổng số 70 bàn thắng, đạt tỷ lệ 51,4%. 12 năm qua, chúng ta đều biết rằng Cristiano Ronaldo được mệnh danh là ông vua đánh đầu, song tỷ lệ làm bàn từ không chiến của anh mới tầm khoảng 20%, còn Falcao thực hiện điều tương tự với tần suất hơn 50%. Quãng thời gian ấy, không một ai trên thế giới có thể sánh bằng Falcao trong khoản đánh đầu. Bí quyết để tạo nên điều khác biệt nằm ở khả năng chọn vị trí siêu đẳng của anh. Thêm vào đó, thể chất của anh cũng vô cùng mạnh mẽ để có thể dậm nhảy rất tốt. Từng có bài báo viết rằng Falcao dành hàng giờ đồng hồ chỉ để bật nhảy tại chỗ. Cậu ấy xứng đáng với tất cả mọi điều giành được bởi sự nỗ lực trong công việc, bởi sự cương quyết, tham vọng và niềm tin vào bản thân. Những điều đó đã đưa cậu ấy tới vị trí hiện tại. Với Simeone, Falcao là mẫu sát thủ có thể làm được mọi thứ. Ông cho biết mình hạnh phúc vì có Falcao trong đội hình. Simeone tiếp tục: "Chúng tôi hạnh phúc vì có một tiền đạo như cậu ấy trong đội hình. Bóng đá không ngừng biến đổi. Chính cậu ấy đã truyền cho chúng tôi nguồn sinh lực tích cực. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng." Đúng vào lúc các cổ động viên tin rằng màu áo đỏ trắng của Atletico quá chật trội với tài năng của cầu thủ sinh năm 1986, thì anh lại chọn đến một đội bóng còn kém tiếng hơn. Những đồng tiền rủng rỉnh từ AS Monaco đã thu phục hoàn toàn Falcao. Anh nhận mức lương vào hàng cao nhất thế giới khi ấy bên cạnh Ronaldo và Messi. Nhưng quyết định sai lầm ấy bắt đầu cho hành trình sa sút của Falcao. Nửa mùa đầu tiên, cựu tiền đạo của Porto vẫn chơi cực hay để giúp cho AS Monaco kẻ cửa quyết liệt với Paris Saint-Germain. Đúng lúc mùa giải căng thẳng nhất thì Falcao lại gặp chấn thương đứt dây chằng quái ác, lật lại tiền sử bệnh án. Người ta giật mình khi biết rằng đầu gối của cầu thủ người Colombia đã bị hủy hoại bởi hàng loạt những vết đau trong quá khứ. Một sự thật quá ngắm khi người được ca tụng là sánh ngang với Ronaldo và Messi lại chưa một lần tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Cả hai kỳ World Cup 2010 và 2014, Falcao đều vắng mặt vì cái đầu gối. Với thể chất mạnh mẽ của mình, mãnh hổ nhanh chóng bình phục chấn thương. Nhưng thay vì ở lại với AS Monaco để đưa đội bóng đến với những trang sử mới, thì Falcao lại chọn Man United là điểm đến tiếp theo của mình. Một quyết định sai lầm rồi nối tiếp những sai lầm. Khi đang trong thời kỳ đỉnh cao, Falcao chọn đến Monaco vì tiền. Thời điểm yếu nhất, anh lại chọn đến một giải đấu khốc liệt nhất thế giới. Kết quả là Falcao đã chìm nghỉm trong thất vọng. Tới một giải đấu đòi hỏi thể lực khổng lồ như Premier League khiến Falcao trắng ngợp. Các hậu vệ cao to chẳng ngán kỹ năng bật nhảy của anh. Đã vậy, lối chơi chuyền bóng cực kỳ buồn ngủ của Van Gaal chẳng khác nào một liều thuốc độc với phong cách trực diện của Falcao. Sân Old Trafford chẳng mang lại giấc mơ nào cả. Trái lại, nó đè bẹp sự tự tin của sát thủ đáng sợ bậc nhất thế giới. 6 bàn sau 28 trận đương nhiên là không đủ thuyết phục để Man United mua đất Anh từ AS Monaco. Song hành trình của Falcao tại xứ sở sương mù vẫn chưa dừng lại. Chelsea sau lần mua hụt 4 năm trước đã quyết định trao cho Falcao một cơ hội. Tôi đã nói chuyện với John Terry và Gary Cahill rất nhiều về cậu ấy. Chúng tôi nghĩ là khả năng di chuyển của Falcao vẫn tốt. Khả năng di chuyển để kiếm khoảng trống trong vòng cấm và ghi bàn ở Radamel vẫn còn nguyên đó. Các cầu thủ của chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc khống chế Falcao mọi lúc và chúng tôi cảm thấy cậu ta vẫn còn có thể chơi tốt. Jose Mourinho tự tin có thể hồi sinh Falcao nhất là khi bên cạnh anh có người đồng đội cũ Diego Costa. Nhưng ngục tù tại Man United đã biến mãnh hổ ngày nào trở thành một chú mèo nhút nhát. Lần này thành tích còn ê chề hơn khi anh ra sân vòn vẹn 12 lần và nổ súng đúng một lần. Thất bại toàn tập ở nước Anh khiến Falcao lê bước về Monaco với sự u uất trong lòng. Nhưng đó lại là tia sáng cuối đường hầm của cầu thủ sinh năm 1986, 177 trận trong 3 mùa tiếp theo. Falcao hồi sinh rực rỡ khi mang về 70 lần lập công. Tuyệt vời nhất là thành quả lọt vào bán kết Champions League và đồng thời vô địch League trong mùa giải 2016-2017. Falcao đã tự tay xóa nhòa những tủ nhục mà anh chịu đựng trong 2 năm vật vờ tại nước Anh. Sau khi mùa giải 2017-2018 kết thúc, chân sút người Colombia đã chuyển tới Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ và rồi bây giờ là Rayo Vallecano ở Tây Ban Nha. Chưa thể biết đây có phải là điểm dừng chân của anh hay không, nhưng sau tất cả những thăng trầm của sự nghiệp, Falcao đã tìm được nơi yên bình để gầm vang những tiếng cuối cùng.